chuyên sản xuất các loại túi sách với nguyên liệu an toàn và thân thiện với môi trường, nên doanh nghiệp này có nhiều đối tác xuất khẩu ở nhiều thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU. Từ năm 2014, doanh nghiệp đã tiếp cận với mô hình xuất khẩu trực tuyến và mang lại những kết quả tích cực. Chỉ tính riêng trong năm 2016, doanh thu từ xuất nhập khẩu trực tuyến đã chiếm tới 50% tổng doanh thu của công ty. Khi mà kinh doanh quốc tế thì cái chi phí mà quảng bá theo hình thức báo chí truyền hình thì sẽ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ là không khả thi. Thế thì xuất khẩu trực tuyến lại giúp cho doanh nghiệp có thể quảng bá thương hiệu của mình. Sàn thương mại điện tử B2B trên thế giới thì hiện tại là Alibaba là chúng tôi tập trung mạnh nhất. Trên này thì chúng tôi có 2 gian hàng phát triển. Xuất nhập khẩu trực tuyến được hiểu đơn giản là mô hình giao dịch qua các phương tiện điện tử và mạng viễn thông, đặc biệt là Internet giữa các doanh nghiệp với doanh nghiệp, hay còn gọi là B2B. Sau khi đăng ký trên các sàn giao dịch B2B, các doanh nghiệp có thể chào hàng, tìm kiếm bạn hàng, đặt hàng, ký kết hợp đồng, thanh toán qua hệ thống này. Thương mại điện tử B2B đem lại lợi ích thực tế cho các doanh nghiệp, đặc biệt giúp các doanh nghiệp giảm chi phí về thu thập thông tin, tìm hiểu thị trường, quảng cáo, tiếp thị, đàm phán và tăng cường cơ hội kinh doanh. Thị trường Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái mô hình cũng tương đối phổ biến, và trong cái xu thế phát triển hiện nay của công nghệ thông tin và thương mại điện tử thì cái lĩnh vực này ngày càng phát triển. Thì các chị biết là bản thân cái xuất khẩu cũng là một trong những cái thế mạnh của Việt Nam, một trong những cái trụ cột của cái nền kinh tế Việt Nam. Trên thực tế, các nhà xuất nhập khẩu quốc tế đang có xu hướng dần dịch chuyển từ môi trường truyền thống sang môi trường trực tuyến để tối ưu hóa các hoạt động. Chính vì vậy, việc tận dụng ưu thế của thương mại điện tử nhằm tiếp cận tốt hơn với các nhà xuất nhập khẩu trên thế giới đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với doanh nghiệp Việt Nam. Chúng ta phải xây dựng đầu tiên doanh nghiệp xuất khẩu phải có một cái website cho nó bài bản, chỉn chu, thông tin rõ ràng, hình ảnh, thông tin liên hệ đầy đủ để đối tác có thể tìm đến thông qua các công cụ như quảng cáo hay là máy tìm kiếm. Đấy, cái đầu tiên là phải hiện diện một cái trên Internet một cách nó rõ ràng và đầy đủ. Yếu tố thứ hai nữa là cái yếu tố rất là quan trọng là chúng ta phải tập trung vào tạo dựng thương hiệu. Rõ ràng rất nhiều cái sản phẩm chúng ta chất lượng tốt, nhưng mà chúng ta chưa tạo dựng được thương hiệu ở thị trường nước ngoài. Việc thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hình thức xuất nhập khẩu trực tuyến, đẩy mạnh loại hình thương mại điện tử B2B, tận dụng ưu đãi từ việc ký kết các hiệp định thương mại tự do đang là yêu cầu cấp thiết để tạo ra những bứt phá mới cho nền kinh tế Việt Nam trong thời điểm mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang cận kề như hiện nay.